Bến đò Chu Phan ở bên bờ Mê Linh, và sang bên kia có tên là đò Thọ An ở bên bờ Đan Phượng. Đây là bến đò nối hai bờ sông Hồng với nhau, giúp giao thương giữa huyện Mê Linh và bên huyện Đan Phượng của Hà Nội. Bến đò rất đẹp, chiều chiều tà đi phà để ngắm sông Hồng rất là tuyệt vời, gió mát lộng và phà cũng rất hiện đại, an toàn.